Ngon ngon, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món bún riêu chay cho các bạn xem nhé. Mình đã chuẩn bị 300g nấm rơm, 2 miếng tàu hũ, cà chua và củ sắn. Bây giờ mình sẽ xắt nấm rơm ra nha. Đây là nấm rơm mà mình đã xắt xong. Bây giờ mình sẽ để qua một bên. Tiếp theo là mình sẽ xắt tàu hũ. Tiếp theo là mình sẽ cắt cà chua ra. Củ sắn mình sẽ xắt lát. Phần củ sắn này mình sẽ nấu để cho hồi nước thêm ngọt. Bây giờ mình sẽ chiên tàu hũ nhé. Sau khi chiên tàu hũ xong, bây giờ mình sẽ xào nấm rơm. Mình sẽ phi cho tỏi thật là vàng thơm. Sau khi tỏi đã vàng và có mùi thơm rồi thì mình sẽ cho nấm rơm vào và xào lên thật đều nhé. Và mình sẽ nêm vào nửa muỗng muối. Và một muỗng bột ngọt. Xào lên thật đều để nấm thấm vào gia vị nhé. Mình sẽ cho 1 lít nước dừa vào nồi và cho phần củ sắn mình đã xắt lát vào luôn. Đậy nắp lại chờ cho nước sôi lên nhé. Sau khi nước đã sôi, mình sẽ đổ phần nấm rơm đã xào vào. Mình sẽ cho vào khoảng 2 muỗng dầu điều.
Sau đó mình sẽ cho cà vào tàu hũ vào luôn. Mình sẽ cho vào một viên súp bún riêu nha. Viên súp này các bạn có thể mua ở siêu thị hoặc là mua ở chợ. Và mình sẽ nêm vào nửa muỗng muối. Và một muỗng bột ngọt. Mình sẽ cho vào một muỗng đường. Và một muỗng chao. Mình sẽ cho vào một ít rau ngò để tăng lên độ thơm nha. Bây giờ mình sẽ pha nước chấm. Mình sẽ cho vào chén một ít nước ấm. Và nửa muỗng đường. Và một ít bột ngọt nha. Và hai muỗng chao. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ cho vào khoảng một muỗng tương ớt. Và một ít ớt tươi băm nữa nhé. Quậy đều lên. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần nước chấm rồi. Mình sẽ cho bún tươi, giá và rau muống bào sợi vào tô. Sau đó mình sẽ múc phần nước súp mà mình đã nấu vào. Mình sẽ cho vào một ít rau thơm nữa nhé. Wow, nhìn rất là hấp dẫn. Và video làm món bún riêu chay của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nữa nhé. Bye bye.